Các bạn ơi, đây là con cá hồi anh xã mình câu lúc 4 giờ sáng, thì dậy 4 giờ sáng đi câu cho tới 10 giờ trưa mới về nha. Bây giờ mình sửa soạn, mình đi lên nhà bác Dân, mình sẽ cầm con cá này theo gửi tặng cho bác chiên ăn thử nha. Cá hồi ở sông mới vừa câu xong, rất là tươi rói luôn. Thì bây giờ mình lên đường, mình đi tới vườn rau của nhà bác Dân để mình thăm nha các bạn. Chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay một ngày thiệt là dễ thương các bạn, nhìn ở đâu cũng đẹp hết trơn. Thì hôm nay mình có cô chú người Việt nha các bạn, mời mình ghé tới vườn thăm. Hôm nay mình sẽ thăm khu vườn của chú, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ cũng là cuối mùa rồi, nhưng mà bây giờ mình lên mình thấy có gì thì mình quay cái đó cho quý khán giả và các bạn và các em nhỏ xem cho vui nha. Bây giờ mình đang tiến thẳng hồi hộp các bạn, mình rất là thích rau củ quả mà người Việt của mình trồng đó. Mình sẽ ghé tới ngồi trên đây mà tưởng tượng bầu bí mướt, dù chỉ còn một trái cũng được, mình cũng thích. Tại vì nếu mà mình tới sớm hơn á, khoảng cách đây một tháng á, thì khu vườn sẽ đẹp hơn. Thì có gì đó sang năm thì mình sẽ đến sớm quay cho các bạn xem. Bây giờ thì mình sẽ quay ở ngoài đường nó đẹp như thế nào, nắng chiếu lung linh, khí hậu rất là ôn hòa các bạn, rất là lạnh lạnh se se ha. Mình sẽ quay nắng nhưng mà không có nóng, mình quay cho các bạn xem luôn nha. Mình đã tới ngay nhà của bác Dân. Bây giờ bác rất là hiếu khách các bạn ơi, lần đầu tiên mình gặp bác. Cái món ăn này là kêu bằng món ăn của Trảng Bàng nổi tiếng á. Ồ, bánh canh Trảng Bàng. Bánh canh, khi mình ăn bánh canh thì mình vô mình cuốn bánh tráng rút. Dạ. Bánh tráng thịt rau sống. Nó cái này toàn là rau mình tự trồng không đó. Wow. Củ kiệu bác cũng trồng luôn hả? Kiểu mình cũng trồng luôn rồi mình làm luôn. Xung động quá các bạn ơi. Tất cả rau chỉ có trái cây là mình không có trồng được thôi phải không? Mấy cái này thì mà lạnh mình trồng được. Thành ra mình khó, mình phải mua thôi. Con có một cây nhãn, con trồng nó ra bông xong rồi cũng không ăn được. Không có ăn được, nó cứ sượng sượng vậy đó. Đây các bạn, bác mời uống nước. Nước dừa. Đây là bác gái nè các bạn ơi. Bác gái đang làm nước mắm. Nước mắm. Dạ. Đang nấu bánh canh Trảng Bàng. Hầm xương heo hả bác? Đây là bánh canh nè, bác mua ở chợ Việt Nam hả bác? Nó khô. Nó khô hay là nó chỉ là cũng mềm mềm mà đóng trong gói thôi? Hay là nó khô? Nó mua bánh canh khô nha các bạn, xong rồi về luộc lên nè, nhìn ngon quá. Đây có phải mình trồng không vậy? Mua chứ, nhà có bụi mà lên bông quá chứ. Ngoài con cũng mua giống về con gieo mà nó lên yếu lắm. Chú chó, cái này là cô chó nha các bạn, là con gái mà sống mười mấy năm rồi nè các bạn đó. Nhìn tròn quay luôn. Ngồi. Nó thích nè, thích mình vuốt nè. Đó, mắt ấy. Lớn tuổi rồi đó các bạn, mắt nó mờ hết trơn à, không thấy đường đi mà nhìn dễ thương lắm, nó mến người các bạn. Cân không? Thích nằm đi cho mình vuốt nè. Các bạn, cái đường đi xuống cũng rất là dễ thương nữa nè. Đó. Đẹp quá. Wow. Bụi xả phải không bác? Xả. Wow. Xả. Nhìn bác trồng xả này các bạn ơi, chắc về như như một chậu vậy là bác trồng bao nhiêu cây ở trong này? Trong giống như khi khi mà mình cây vậy thôi nhưng mà nở lớn lên đó
tốt dữ vậy, bắt bón cái gì mà tốt dữ vậy? Thì mình bón phân vậy thôi. Wow. Vậy là mùa đông nó tàn hả bác? Mùa đông đem vô nhà nó cũng sắp rụi. Lâu lắm rồi mới thấy lại được cây mồng tơi đỏ. Bình thường trên con chỉ có mồng tơi xanh thôi. Này đỏ, xanh đủ thứ. Giờ tôi mà chờ màu để lấy hột thôi. Giờ màu nào này ăn ngon vậy bác? Màu nào? Cái nào cũng giống nhau thôi. Hột quá chừng nè. Mình lấy hột cái mình phơi khô cái năm rải tiếp. Phơi khô năm tới mình ương trồng lại. Wow, bác trồng này rau củ tốt quá nè các bạn. Cái này mùa đông mình có thể ăn được thì luôn. Thì mùa đông ăn được, chỉ có cải thôi, còn các thứ khác nó chết hết. Dạ. Wow, nhìn môn bạc hà. Môn bạc hà là mình trồng tưới nhiều nước phải không bác? Tưới nhiều nước. Chỉ tưới trong mùa hè thôi. Còn mùa đông tôi đem vô nhà. Các bạn thấy không? Mình hồi trước mình qua Mỹ đó, con ở khu vực ở dưới kia kìa, con đi mua môn bạc hà mà không có luôn á bác. Tại vì tôi cho trồng ăn đâu hết, tôi cho cả làng luôn á chứ. Wow, bác trồng tốt quá. Bác bón phân bò hay là phân gì bác? Phân Costco bán phân bao đó, cô bán luôn, tôi mua đồ Costco không à. Dạ. Wow, bác trồng tốt quá các bạn ơi, nhìn thấy mê thiệt. Nó nhung, mình nhìn vô là mình thấy biết là nhà vườn thứ thiệt các bạn. Trồng cái nào cái nấy cũng tốt từ cái gốc nè. Rồi. Wow, xả y chang cái gốc của ngoài chợ bán, bác trồng tốt ghê nha. Nó lên nó nở nó, ra. Cái gốc nó bự. Con mình, trồng sao mà nó ốm nhom ốm nhách. Cái xả này nó đặc biệt ở Việt Nam hồi xưa ha. Tôi trồng xả giáp vòng nhà nuôi gà không bị chết toi. Tức là cái này nó cũng chống được mấy cái kháng khuẩn nha. Ở nhà vòng vòng mình trồng trong nhà là cũng nó ngừa được COVID cũng tốt. Dạ, mình phải xong hay là mình trồng nó thôi? Trồng mình hửi nó mỗi ngày là mình cũng không bị nó nhiễm. Đó, các bạn, bác chia sẻ là cái này là giống như mình ngừa COVID nè các bạn, trồng ở trong nhà rất là tốt. Vậy là mùa đông bác khiêng nguyên cái chậu này vô luôn nhà xanh luôn. Mùa đông đem vô trong nhà. Wow, mình đi ra phía sau còn nhìn, còn xem cái phía sau nó. Wow, trồng nhìn mê chưa các bạn? Chưa bao giờ mà mình thấy ai trồng môn bạc hà mà nó tốt dữ vậy nè. Tốt quá. Đó. Wow. Mấy cái chậu này bác order ở đâu mà nó bự quá hen. Này mà không mua cũng có cô luôn á. Có cô luôn. Tôi hầu hết mua đồ có cô hả? Dạ. Chà, xà lách á. Cái này là hồi nãy bác hái vô nhà ăn đó. Trồng tốt chưa này các bạn ơi. Nhìn nè. Nguyên cái lãnh bên kia là cũng xà lách. Con trồng mấy đứa con, nguyên cái xốp của con tôi nó ăn hết luôn. Wow. Người ta thích lắm á, người ta không có trồng được cái khi mình cho rất là quý. Dạ. Này là ngò, ngò gai, ngò gai nha. Lấy giống. Này, ngò gai nè các bạn, cái lấy này bông, là nó tàn rồi bây giờ lấy giống rồi để sang năm gieo. Cái này ở trên Amazon đó người ta bán mười mấy đô chỉ được có mấy cái thôi, mấy hộp. Nhưng mà chắc mười mấy hộp. Cũng khó lắm, nó không có lên giống như lên của mình. Dạ. Ô cây chanh nè. Này là hàng chiều nãy con ngồi nó chết chết ngay cái vai. Cây chanh này nó ra trái màu gì á bác? Chưa ra trái. Bác gieo từ hột hay sao? Bị từ hột, bị hồi đó mình ăn rồi không biết chanh hay cam tôi cũng không biết nữa. Mình tôi dột trong bồn quỳnh nó lên. Dạ. Ra đây tôi trồng. Mà lâu lắm rồi hả lâu bác? Lâu lắm rồi. Wow, còn cái này là cây sung. Bác trồng. Bác trồng gì đâu mà nó lớn quá các bạn ơi. Giờ mới thấy cây sung lớn dữ vậy nè anh. Cây sung này trồng lâu rồi hả bác? Trồng đây 2-3 năm rồi. Wow. Cái này phải nó chín đỏ kìa, bác hái kìa. Đó, cảm chín ơn bác. Nó mềm mềm nè, nó chín rồi đó. Bác hái kìa. Bự ha, gốc sung bự quá chừng luôn. Cái này chắc trồng 10 năm chưa bác? Chưa, mấy 3-4 năm gì đó hả? Wow, cảm ơn bác. Nó để mà không biết gì họ cho tôi là 2-3 thứ nè chanh cam. Cái này giống như nó ghép hai loại trên cùng cây. Này được nè bác. Này trồng lá ra trái nè. Cái này chắc cái bữa đem vô nhà. Nó đem nhà mà không biết đâu nó chịu. Lá cẩm. Cẩm. Về trồng rồi gói bánh tét lá cẩm hả bác? Cái động này chứ tôi cũng chưa có làm gì hết trơn, người ta cho đó. Quá chừng lá cẩm luôn nè các bạn ơi. Chưa có gói bánh tét như vậy. Này rau răm. Rau răm. Quá chừng đã luôn.
chỗ kia là vàng khổ qua hết mùa rồi. Qua dưa leo. Ở con qua bên kia, bên kia còn trái bầu nè không bác? Còn có leo que. Để làm giống hả? Bác có dưa còn leo que và trái vậy. Này dưa leo này các bạn, còn leo que vài trái, nhưng mà nhìn cái mùa nào ở Mỹ á, nó rất là rõ rệt. Mùa đông xuân hạ rõ lắm, rõ mùa lắm. Lạnh là nó teo hết á. Wow. Nếu mà nó lớn ra lồng lồng lên đỉnh luôn á. Trái su su của bác trồng xong mà nó tốt dữ. Còn... Đây, đây các bạn xem nè, nó tốt. Trồng để giống mà trái tốt quá chừng luôn. Lần đầu tiên mới thấy cái trái su su mà nó bự dữ vậy nè. Chữa thì chữa giống luôn đó. Đó. Mình để giống khi nào nó lò cái hột có ra là mình biết. Không, nó vàng. Để vậy đó mai mốt cái nó mọc mầm ở dưới đít đó đó. Ờ, nó mọc ra là mình biết là già rồi đó hả? Không, vậy là già già được rồi đó, nhưng mà mình từ từ mình bẻ vô. Bác có thích trồng cái giống bầu mà sao sao không? Bầu mà nó bong bong á, con có. Ờ, tôi thấy cái đó là điều trồng cái này cũng quen rồi. Ờ. Cái đó là mình cũng không có. Không có quen hả? Không có giống chứ không. Con có giống, bác muốn bữa nào con gửi cho bác trồng. Ờ, dạ. Rồi, nếu mà có rồi cô. Dạ, con thì ăn nó giòn, nó ngon hơn. Bác có thích giống gì nữa không? Con có rau tần ô nè. Con có nhiều hạt cải lắm, cải xanh á. Cải bà xanh tôi cũng nhiều lắm, tôi ít có ương bởi vì nó hay bị đầy trắng. Đây nè các bạn ơi, đây là củ kiệu nè, mình treo vậy. Kiệu giống hả? Còn kiệu bác ăn là bác để riêng hả? Ăn là mình làm hết rồi. Mình làm xong hết rồi. Nè các bạn, nhìn nè, giống nông dân ở Việt Nam nè. Đó, cột lại từng bó như thế này. Đây là tất cả những củ kiệu. Củ kiệu nha. Đây bác làm nè, nhìn đẹp chưa nè các bạn. Nuôi cá xong chỗ kia ha. Cái nó chảy ra đây. Ồ luôn á, mà sao giờ giải không thấy lên không biết thôi. Raccoon có bị raccoon ăn không? Raccoon lỡ nó ăn là sạch luôn á. Raccoon sao mình không bẫy đi, mình bẫy nó. Nó chịu khó nó. Đây là cây nén hả bác? Cây nén đây hay là hành? Hành hành chai, hành nhỏ nhỏ đó. Hành tôm mà loại chao á. Đây này hành này, hành này con thấy chợ Mỹ có bán phải không bác? Ờ, chợ Mỹ này nó bán hành này mắc. Còn coi nó thơm không? Là nó thơm. Wow, thơm nó hơn thơm. Cái hành kia. Nó thơm, có một loại hành mà con hửi nó không có mùi hành. Cái loại hành gì mà của Mỹ đó con hửi không có, cái này nó thơm nè. Này là hành đó, nó kêu bằng chai, tức là nó thơm lắm. Dạ. Còn cái rau này rau gì thế lạ quá ha. Này là rau húng cây á. Húng cây mà loại dài. Rau miên á, thơm. Wow, nó thơm quá. Wow, bác trồng đủ thứ luôn. Rau chua này bác ăn bánh xèo ha. Nhúng lẩu ăn được không? Ở đây nha đam nữa nè. Nha đam còn cái này là rau cái gì kìa, kinh cái gì đó, đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo. Dạ, đông trùng hạ thảo. Nhà con cũng có, nhưng mà tới đông bác mới thu phải không? Tới đông bác mới nhổ lên, bác có ăn hàng ngày mỗi một củ không? Tôi cũng mới trồng đây, tôi cũng ngâm rốt vậy đó. Dạ, nhưng mà người ta nói mỗi ngày mình chỉ được ăn một củ thôi chứ. Đâu mình có đâu, không cần thiết bị. Chứ mình ăn hai cái là mình sẽ bị tụt huyết áp. Không có đâu. Không có hả? Nói chứ. Bác ăn bình thường. Ồ, ở đây bác trồng cây gì? Cái này này là cái gì vậy bác? Cái này bông. Bông hả? Con bông tưởng hả? Đâu là cây rau bồ ngót. Không, bông. Bồ ngót thì ở đây nó có kỹ tử chứ mình cây kỹ tử nó mùa này cũng bị rầy trắng. Là bác ăn luôn cây đó đó hả? Bẻ lá mình nấu canh ăn. Cây kỹ tử hả? Kỹ tử là cây nào bác? Cái cây này hả? Màu tím tím. Cái bên kia bên trắng. Cái này mình nấu gì ăn vậy bác? Nấu canh như bùn ngót, nó là bùn ngót, kêu bùn ngót Mỹ. Mình trồng bằng hột hay là bằng nhánh? Nhánh này chỉ cần cắt nhánh rộng lên. Dạ, hồi cho con xin một nhánh được không? Thiếu gì chút rồi. Dạ.
Dạ, cảm ơn bác. Con về con cắm cái nó lên. Cắm cái nó lên. Dạ. Bác cần giống gì bác nói con có nhiều giống lắm. Con gửi xuống cho bác trồng. Ấm qua tháng 6 nó mọc lên lại. À, cái gì đây? Bông bầu á, nó còn quá chừng mà nó đâu có giờ kịp nữa, ha. Lạnh rồi nó không có. Nó không kịp, mình có hái bông này ăn được không? Được, cái bông mà, này. Mà đâu có ai à, tôi bả đâu có ăn đâu. Ta ăn ngọn đồ này kia ta ăn tốt. Khoảng tháng 8. Ồ, tháng 8. Nó lộ quá. Con chưa bao giờ trồng được khổ qua trồng nó hơi khó. Khổ qua thì nó lạnh là nó không chịu. Dạ. Yeah. Ta cho tôi trồng được cũng được có mấy khủng. Điều trái nó ít. Dạ, khổ qua nè các bạn. Đó, từ nãy giờ ăn thử trái sung nha bác. Cái sung này bác trồng, bác có hay ăn không? Nó ngọt lắm á. Ngọt lắm á. Đây các bạn ơi, bác cho nè. Bác hái cho mấy trái sung nè, bây giờ mình ăn thử nha. Đó. À, khán giả người Việt của mình đó bác, đi tới mà mình quay cây, những cái cây mà Việt Nam mình trồng á, người ta thích lắm. Người ta thích, người ta hỏi thăm cách trồng như thế nào vậy cái. Con quay vườn của bác trên cộng đồng người Việt á, người ta thích lắm. Nó hết mùa chứ hôm tháng 8 cô lợi là trái dữ lắm giờ nó. Và đây là bầu và su su, rồi dưa gang, hoa cúc, rồi củ kiệu thì nhà trồng, rồi nhổ lên vô làm củ kiệu muối chua các bạn, ăn ngon, ăn lần là mê luôn. Kế tiếp là những cái hoa quỳnh của bác trồng ở trong nhà, nó chỉ nở vào ban đêm thôi và rất là thơm, nở trong vòng mấy tiếng thì nó sẽ tàn. Đó, đây là hình ảnh đẹp nhất của những kỳ thu hoạch ở vườn nhà bác đó, thì mình sẽ để lại trên YouTube cho các bạn xem nha. Wow, tất cả nhìn ngon quá các bạn ơi, nhìn thiệt là thích. Tại vì nếu mà mình lên sớm thì mình sẽ quay được những cảnh đẹp. Còn bây giờ thì mình sẽ để lại những hình ảnh mà nhà bác đã thu hoạch, rồi rau đắng, rồi bầu nhìn trái nào trái nấy nó sai mà nó dài, nhìn đẹp quá các bạn. Mướp đầy đủ nha các bạn. Thì rau đắng nữa nè, mình sơ lược qua cho các bạn xem. Đó, rất là đẹp nha. Các bạn cứ ngồi đó ngắm. Thì sang năm thì mình sẽ cố gắng đến sớm mình quay đúng mùa cho các bạn xem hồ súng hồ sen đây nữa này các bạn. Bác nuôi bác bán cá. Hả? Wow, vậy nó lấy cá ở Nhật á về nó bán, thành ra là sau này nó có cái hãng tiệm rồi nó không có thời giờ làm nữa, thành ra thôi giờ tôi thả tầm bậy tầm bạ vậy vui chơi thôi. Mình mua cái nào mình cho ăn, nhà con cũng nuôi 4 con cá khoi mà nuôi ở trong cái hồ á. Dạ, yeah, mình mua này ở ngoài chợ chỗ bán cá đó. Dạ. Yeah. Vậy bác rải về rồi nước và bao lâu bác thay lần? Tôi không có thay nước. Vậy để hoài vậy luôn á hả? Để hoài luôn. Nó có đồ lọc mà phải không bác? Nó có máy hệ thống lọc. Dạ. Yeah. Nhà bác chịu khó quá, cái gì cũng có hết trơn. Vậy tới mùa đi câu cá bác đi bằng tàu hay là mình? Không, tôi không có tàu ra. Yeah. Tôi đi câu cá xong mấy cái chỗ mà anh cho câu mấy cái đập rồi đó. Dạ. Chứ còn không có đi tàu. Còn con thấy bắt cua quá chừng á. Cua cũng là cái khu mà nó cho câu, khu mà mấy cái bến tàu rồi đó. Dạ, thì là mình ra mình. Ở trong này nó lạnh quá ha. Ở trong này nó lạnh nè. Này tôi không có mở hết. Đây nè, tôi đang ủ. Năm nay thì tôi bẻ ít. Bị năm nay tôi đi bẻ họ bị đạp xe. Tôi ghét, tôi không bị bẻ. Đạp xe là sao bác? Đạp phím xe đó. Oh. Đạp xe ngoài đường để vô rừng bẻ đó. Nó đạp xe của mình. Nên ra tôi giận cho không thèm bẻ nữa. Cái này là của năm ngoái hả bác? Ủa mới ủ đó, năm nay tôi đang ủ. Đây là rượu của cái trái mâm xôi. Trái blackberry á. Trái blackberry đó. Người bên Việt Nam gọi là trái mâm xôi á bác. Không biết cái đó bên Việt Nam kêu bằng gì, học vị hậu tổ Việt Nam này không có. Bây giờ thì người ta trồng nhiều á, người ta gọi là mâm xôi, có nghe lạ. Ở bên này thì mình gọi blackberry thôi. Có cái trái màu đỏ nữa ha. Cái này trái màu đen. Đen, trái này màu đen. Trái màu đỏ là raspberry. Raspberry. Raspberry thì nó không có dinh dưỡng, không có cao bằng cái này. Thì vậy là mỗi ngày bác uống một ly hả?
này là ngày mình uống dưỡng cốc là tốt lắm. Uống hả chị, đau lưng hả bác? Đau lưng, nhức mỏi rồi. Đây. Rồi khi mình ướp mất ngủ. Mình ướp mình bỏ giống như bao nhiêu ký đường cho. Có công thức. Có công thức. Cái này người Mỹ người ta hay làm cái jam á, cái jam. Jam là làm ăn mì á. Wow. Cần câu của bác nè các bạn ơi, nhìn cần câu cá nè. Thấy thích không? Đó. Nhà là mình là giống như là ở nông ha. Miền quê cái gì cũng có hết trơn. Này là cá. Ở đây không có đèn hả bác? Có một cái đèn này thôi hả? Chỗ này không có đèn. Tối quá. Bác lệ. Cá hộp á, mình kho, mình kho cá bẹ phải không? Cá bẹ mình là đóng hộp á, vô hộp á. Wow, vậy là mỗi ngày bác đều lấy ra ăn. Mình muốn ăn mình chừng nào mà ăn thì mình lấy ra mình ăn thôi. Bởi vì cái này để mình làm vậy mình để mấy năm đựng. Cũng như đồ hộp vậy đó. Dạ. Yeah. Giống như mình chỉ kho bình thường ở trong cái nồi kho rục thôi hả bác? Không, cái này là tôi làm hộp chứ không có kho vậy đó. Tức là mình để nguyên trong hộp rồi mình nấu luôn hả? Để trong hộp vậy vô. Vậy là khỏi có bị vi khuẩn là không có lâu để được lâu. Không, phải không? Cái này là ý là bác làm sao? Bác nấu làm sao? Cá sống. Mình bỏ vô đây rồi mình bỏ sốt cà, rồi bỏ vô mình nấu, rồi mình mua cái loại hũ mà nó tự siêu á, nó rút không khí ra nó siêu. Thành ra mình giữ được 3-4 năm. Khi nào mình khui ra mình mới ăn hết, mới bỏ tủ lạnh. Vậy ở ngoài chợ người ta cũng làm giống vậy, người ta bán cho mình đó hả? Ừ. Con tưởng họ phải bỏ hóa chất chứ. Không, không có hóa chất là nhiều khi trong cái lon. Trong cái lon. Cái hũ này mình không sợ xét, sợ gì hết. Dạ. Cái gì bác cũng có hết các bạn ơi. Đây, đây củ kiệu ở ngoài vườn nè. Củ kiệu mình làm chua ngọt á. Củ kiệu chua ngọt nè, người miền Nam mình thích lắm nè các bạn ơi. Đó, bác ngâm ha, ngâm cho nó trắng rồi mình mới làm. Đây, quá chừng luôn. Ở vườn một năm bác trồng nhiều không? Mấy ký? Trồng là cả mấy chục hũ vậy. Wow. Đó, làm rồi là chia cho mấy đứa con, đứa hũ bự rồi mình tự tách sạch nó lên thì lên lấy hả? Dạ. Hàng năm con bác về chơi mà phải không? Dạ. Về thăm. Nó mới ở trong này là cái đường của hít hả bác? Đường hít. Mấy cái ống hít. Đây là rượu của mấy năm trước bác làm nè, làm xong vô chai ha. Vô bình đó. Wow. Không ngờ mà ở nhà con á, má chồng con làm một bình thôi mà uống hoài không hết. Cái này bác làm tặng bà con chứ một mình. Này là năm đầu tôi làm tới 50-60 bình, 55 rồi tôi cho mấy người đau nhất độ rồi tôi cho. Mình đi hái về cũng cực lắm ha. Rách hết cho mình nhưng mà lại thích đi, lại thích hái. Tôi với bà hái năm cả ngàn mấy phao. Wow. Vậy bác về bác làm mà giống trực tiếp vô đây luôn, mình trộn đường xong y như vậy ủ vậy đó. Lọc sao mình để được lâu không bác? Mấy này nè càng lâu càng ngon. Wow, hay vậy ha. Nhưng mà người ta ở tiệm người ta làm á, công thức cũng y vậy nhưng mà người ta chế một phần ít ít cái đó nước, nhưng mà tôi nguyên chất luôn, đâu có chỗ tôi đựng, thành ra tôi lấy cốt con thôi. Dạ, nguyên chất luôn, không có pha. Uống nó ngọt, nó ngon lắm. Anh Kiên, lâu quá không gặp anh Kiên nè. Đây, anh Kiên rất là dễ thương, mấy chục năm rồi mới gặp, bây giờ gặp anh Kiên. Hello các bạn, đây là anh Kiên đẹp trai, chồng của chị gái mình ha. Ráng nó giỡn hoài. Đây, phòng tập thể dục. Ồ, cái phòng này tắm hơi à? Ủa, con vô nhà con nghe mùi gì giống như sầu riêng vậy bác? Mùi ga hay mùi sầu riêng vậy? Con vô nhà là con nghe cái mùi đó. Chắc có thể ga hả? Sao bác không có sửa lại để nó xì, nó ảnh hưởng sức khỏe mình à? Không nhiều ga thì tôi tắt rồi. Đó, con nghe mùi ga mà, để bác coi cái nào bác dặn lại chứ nghe mùi ga đó. Kêu bánh canh, bánh canh Trảng Bàng là cái đặc sản mà cả nước Việt Nam ai cũng biết. Tức là
khi mình vô cái tiệm bánh canh đó, mình ăn bánh canh đó, là trước khi ăn bánh canh mình ăn thịt luộc rồi mình cuốn với rau xong, rau toàn là bẻ ngoài sông không, không có trồng, tức là họ bẻ ở ngoài sông là đó, nguyên cái gốc của mình ở miền Nam đó, miền Nam đó, tức là bẻ ở ngoài rau rau mà dại ở ngoài đó, đem về tức là nó ngon, nó non lắm đó. Mà hầu hết là tất cả mọi miền họ đi tới Tây Ninh thì họ phải ghé qua Trảng Bàng để ăn bánh canh. Trảng Bàng mà ăn xong rồi mới bắt đầu ăn bánh canh. Con không có biết món này, con chỉ ăn ở tiệm một lần là người ta dọn bánh canh ra. Cái đó là ăn sau cùng thôi. Nhưng trước tiên nó có cái rau gì đó lạ. Đó, thì cái rau ấy ngoài bờ sông, ngoài suối đâu đó. Con ăn ở Sài Gòn mà chắc đúng rồi. Bánh canh Trảng Bàng là ở Sài Gòn họ cũng có làm. Sài Gòn là con của mấy người Trảng Bàng. Con của người Trảng Bàng họ về đó là làm. Dạ, con thấy để bánh Trảng Bàng mà mới bắt đầu con ăn thì nó cho cuốn cái lá gì rất là lạ. Lá rau chạy, rau đồng rau. Rau xanh lạ lắm. Con ăn có mỗi một lần cách đây mười mấy, 20 năm rồi. Cái rau đó là nó lên ngoài sông suối á, chứ nó không có trồng được. Mình không trồng được ha? Không có trồng được. Đó, con cảm ơn hai bác cho con ăn bữa ăn rất là ngon. Lâu lắm rồi con mới được ăn như thế này. Con cảm ơn nhiều lắm. Dạ, không có gì, coi như là thường thường. Những người mà Việt Nam mà không phải Trảng Bàng mà tới nhà tôi hay diễn đạt những cái món ăn này, bởi vì đây là những món ăn mà đặc quê sản của mình, quê hương của mình ai cũng thích. Bánh tráng cuốn thịt luộc trước, với rau này kia mình ăn trước. Xong rồi cái cùng ăn bánh canh sao? Nó theo thứ tự vậy nó mới cảm thấy ngon phải không? Không, mời chú, mời chú cuốn bánh tráng. Con mời bác, con mời bác ngồi. Này thì rau mà thịt rồi mình cuốn rồi. Bữa nào bác xuống con nấu được bún bò Huế, bánh bèo, bánh cuốn. Hồi xưa là con làm bánh cuốn con bán ở trong Boeing đó. Những người ở đó người ta đặt con làm từng khay vậy đó, nhưng mà cũng sau này cũng ngon mà. Sau này con không có bán nữa, con chỉ làm hướng dẫn lại cho mọi người làm thôi. Bánh cuốn nhân thịt đó. Bác thích cái nào bữa nào con làm cái con mời bác xuống thưởng. Tôi cái nào tôi cũng hảo đó, không có cái nào chê. Bác dễ hả? Cái món của quê hương mình là thích. Còn bà thức ăn ở Mỹ bác có thích món nào không? Thức Mỹ thì nhiều lắm. Mỹ bị tôi học thợ nấu của Mỹ mà. Thành ra bác học nhà hàng, nấu nhà hàng hả? Hay nha. Tôi tốt nghiệp trường sau chia thù community có lệ ta. Dạ. Về quản lý bếp hả? Về chip á. Bác làm lâu không? Bác làm ở đó lâu không? Tôi học cái đó rồi tôi làm cho Boeing cũng ngành đó. Làm trong Boeing ngành về khúc về, đó, nấu. Khúc về gần cafeteria. Dạ. Tôi làm coi như từ năm 97 tới về hưu luôn. Ủa, ngon không? Anh xã còn, anh sợ mấy quay phim, mỗi lần quay anh chịu. Hay sao anh? giống gỏi cuốn của người mình hay ăn không? Ướt trái nè. Ở trái trong tủ lạnh. Dưới hả? Bác có ăn cay được không? Được. Đó, bây giờ tất cả gia đình của mình đang thưởng thức món bánh tráng Trảng Bàng nha các bạn. Đây là cái thịt luộc mình sẽ cuốn với tất cả những rau. Đây, giá, củ kiệu là nhà làm, nhà muối, để chút xíu là mình ăn, mình học cái cách muối của bác. Đây là rau chua, xà lách, dưa leo mình cũng trồng luôn. Trồng hết nhà con bỏ. Nhà trồng hết luôn hả bác? Vậy rồi ai chăm sóc vườn hai bác luôn hả? Thì mình giống như mình tưới mỗi ngày, bác có để tự động hay là tự mình tưới tay? Tôi tưới chứ phải tưới, đừng cho có chuyện làm chứ không thôi. Vậy để mình thư giãn nha. Ông tưới một một tháng là mấy trăm tiền nước. Đúng rồi, 300 mấy tiền nước. Cỡ đó, khi mà tưới hết cái vườn khoảng 300 mấy tiền nước.
mà miễn mình thấy vui, mình thấy thích là được ha. Cái đó, cái công việc của mình, mình thấy vui lúc giờ mình nghỉ hưu á. Như con chưa nghỉ hưu mà con rất là thích con chồng hoài luôn. À, kinh tế, dạ. Bởi vì mình về hưu mình ổn định rồi, dạ. Mình chỉ cho nó vui thôi. Dạ. Đi câu thì cũng vậy, đi câu tôi câu cá mẹ lần một ngày tôi bả đi câu mấy trăm con. Rồi sao bác khiêng lên? Cái lúc mà nó đầy quá rồi sao? Phải bỏ trong thùng ra 5 ga lông á. Cái mình xách từ từ. Xách lên ủa, mệt lắm, xách lên. Yeah. Con đi con biết mà, con xách có 4 con cá mà con đi không nổi luôn. Xách từ từ. Bởi đi câu không sợ mà sợ xách cá. Nên mình cũng làm Everest. Mình bật nhiều chỗ lắm. Dạ. Mà điều nó lớn mà nó ra cũng. Ô, cao biển hả? Trong sông. Trong sông. Đi biển thì con phải chạy tàu ra. Dạ. Vậy là nhà có tàu. Dạ có tàu. Ồ, bữa nào con mời bác đi câu mực ở Sierra. Dạ. Tôi khoái đi câu ngoài biển lắm mà nó có tàu. Ủa, ba mẹ quen là quen sao? Dạ qua cái chị mới quen hả? Qua cái chị Liên hả? Chị Liên quá. Chị Liên nó là cái gì của bác? Thì hầu đi nhà thờ chung. Bác có đạo Thiên Chúa hả? Dạ. Wow, con cũng bên đạo Thiên Chúa. Cái ngồi sướng. Chị Liên Quách á. Chị giới thiệu cái vườn của bác trên Facebook á. Thì cô Liên đó cổ trọng gì là giống, dạ, giống của bác cho cổ nói. Dạ. Ủa, Dũng nói đi 15-20 phút trở lại sao đây? Cứ mình bỏ rau với thịt là rau đủ rồi. Dạ, còn hả mình cuốn bún thì chút mình làm bánh canh cũng được. Dạ. Cũng no. Cũng được cảm cúng thôi, nó không có gì vậy. Sẽ thử bánh tráng Trảng Bàng nha, mình ăn thử nha. Lần đầu tiên mới ăn cái món này đó. Lúc trước là ăn ở tiệm người ta không có làm giống vậy, nó khác. Đó, đặc sản của miền Nam. Cái này có phải người ta cuốn với lá ổi, lá xoài gì không? Cuốn lá em thấy có lá cóc là mấy cái rau đó, gia đình sum họp này các bạn. Để cho bia trước nữa. Gia đình mình vui quá, ngồi cái bàn tròn này giống như mình ngồi mình sum họp, mình nói chuyện được nhiều hơn là cái bàn vuông á. Còn nhiều lắm, còn nữa. Còn ngồi được nhiều nữa phải không? Còn ngồi sát nữa mới đủ. Wow, nước mắm bác làm ngon quá. Bà mình dạ. Làm mắm ngon. Ngon còn hơn ở con đi ăn ở tiệm nữa. Ăn nước mắm bác làm xong mà nó ngon dữ vậy. Với nước dừa hả bác, có pha nước dừa xong mà nó ngon. Wow, làm nước mắm là cả nhà thờ thích lắm. Dạ, con ăn cái là coi như ngon thấu vô trong lưỡi luôn các bạn. Lần đầu tiên được ăn cái nước chấm nó ngon. Đúng. Bác Blackberry á là nãy đó. Xong rồi bác bỏ vô mấy cái chai mình mua hay là rồi mình bỏ vô chai này. Bác mấy cái chai này nè là mình mua chai mới về không xong. Người ta cho nhiều lắm. Mà có người bạn á rồi chờ chú nếm thử. Nếm thử Blackberry. Giống như là nó ít say, nó không có say. Nho rồi đủ thơm rồi. Con chưa bao giờ uống luôn á. Má chồng con làm nhiều lắm mà không có thử bao giờ. Uống thử miếng rượu Blackberry nha các bạn. Này. Đó, con cảm ơn bác. Bác con cảm ơn bác cho con uống nha. Đi hái này cực lắm á, gai nó sướng. Dạ. Nhưng mà điều Trảng Bàng nhưng mà nó cái địa danh của Trảng Bàng. Dạ chị qua Củ Chi là tới Trảng Bàng rồi. Ủa Củ Chi ở trên thành phố hả? Thì Sài Gòn của chị đi nhiều hơn nhiều lần rồi. Chị qua Hóc Môn tới Củ Chi. Chỗ Long An đi. Hôm đó là đi bên kia, bên này bên đây. Bên phía bên. Bác nấu ăn rất là ngon, làm nước mắm rồi làm bánh canh rất là ngon. Tí mình thử mình biết nha các bạn. Đang sôi sùng sục. Bánh canh Trảng Bàng. Sắc tí tiêu vô. Con bưng cho. Dạ.
Đây, một tô về ở Việt Nam bán gì? 50 ngàn hả? Dạ, không biết bây giờ mình lâu quá. 50 ngàn tô. Hơn ha. Hơn cả 100 ngàn á. Đây, mình sẽ thử bánh canh Trảng Bàng nha các bạn. Đó, thử bánh canh Trảng Bàng nha các bạn. Quê hương miền Nam. Con gì nó ăn nó mổ trên cái trái cho nên còn phải cho. Có mấy chóc ở đây nó lạc thì nó ăn rồi nó ngon lắm. Bác có hầm củ cải không mẹ không? Không, có củ hành. Ồ, củ hành. Sao nó ngon dữ ta? Lần đầu tiên mới ăn đi. Nấu nước lèo á, mình bỏ củ hành á. Dạ. Mình hành, bỏ hành trắng, hành tây. Hành tây bự á, mình bỏ trống ngọt nước. Dạ, dạ bữa nào chị mua đồ, chị tới đây. Cái bà cô phải chỉ nó, chị quay video chị bỏ lên mạng coi kìa. bác chịu là con làm liền á. Chị nấu bánh canh Trảng Bàng. Quay nhớ kêu lại nha. Dạ. Anh chị cắt tôi bia. Ngon lắm. Đưa lên YouTube luôn á. Bánh canh lên truyền mình biết ha. Vậy chứ mình lên một cái là người quen xung quanh nước Mỹ người ta biết, người ta vô người ta comment liền người ta biết. Bánh canh Trảng Bàng cuộc sống Mỹ. Rồi, bánh canh Trảng Bàng cuộc sống Mỹ. Số 1 rất là ngon, ngon con cảm ơn bác, ngon quá. Nó đồ chua mới ngon. Mình ăn với rau sống luôn hả? Mắm á, có mắm ngọt. Có rau, rau cũng muốn. Không thích bữa rau thì bỏ. Cái này giống như là cái thịt lắp Mỹ á. Thịt lắp Mỹ đó. Con tưởng là rau bồ công anh. Đúng vậy. Gà lá Mỹ cũng giống bồ công anh á. Đúng vậy đó. Đúng vậy đó. Cái này hồi nãy là gì, cái gì cải chua chua ở nhà lá chua cái à, cái này là gì à? Lá chua của người Mexican ha. Lá đó. Dạ, cái lá này là... cải chua hả? Chua đó, rau chua. Rau chua của người mẹ. Dạ, ra quá chừng năm mình chưa ai lá. Tiếng bác hồi xưa giống bác mở tiệm bán không? Ở Việt Nam không, mình là không có mở bán nhưng mình ăn bánh canh thôi. Mình ăn cái là mình biết nấu. Mỗi ngày mỗi ăn bị thứ là thứ Trảng Bàng ai cũng biết nấu. Hồi về bác ở ngay cái khu Trảng Bàng đó luôn hả? Trảng Bàng thì tụi tôi là ở tại đó là dân luôn. Trảng Bàng nấu. Đặc sản Trảng Bàng. Ăn một lần là nhớ hồi luôn. Wow. Ngon quá. Đây các bạn ơi, bác gái cho mình cá hộp. Này là cá cá bẹ. Cá bẹ. Cảm ơn bác. Này cá salmon. Cá salmon. Dạ. Này củ kiệu. Cảm ơn bác. Đây cái cây này là ho nè các bạn. Cái cây này là trị bệnh ho nè, cây tầng lá dày quá. Wow. Tầng lá dày. Dạ, yeah, con cảm ơn bác. Cái rồi bữa cái này là hạt nén. Mình bị đau cổ họng á, mình ngậm đó. Ngậm với đường hả? Ngậm với muối. Ngậm với muối là ok. Ngậm với muối. Vậy mình trồng miếng nhà hả bác? Không có đưa ra ngoài. Ở ngoài á mới đem vô. Wow. Mùa đông đem đi trồng. Thôi con cảm ơn bác nhiều lắm. Bữa nào con để anh chi bác? Hả? Bồ công anh nhà em trồng. Bông của bồ công anh đó. Nhưng mà bác làm gì? Uống trà hả? Uống làm trà để uống đó. Trị Covid đủ thứ. Sơ mùa này bác cái nào nói cũng trị Covid hết chắc. Hả? Khỏi cần chích ngừa. Cái này là ở Việt Nam cũng đang hot nè. Dạ. Việt Nam á. Dạ thấy cũng mắc lắm, Việt Nam thì khó trồng. Này là tía tô. Tía tô tôi hơi khô đó. Để anh chị mình uống làm trà trị đau nhất, trị hay quá, trị hay đau quá. Nhất với trị gì gao. Dạ. Gao. Ở dưới tôi còn 4 năm hồn dưới. Là ngày nào bác cũng uống hả? Làm trà uống ở nguyên cái vườn thao là tía tô, mấy chỗ trống trống là tía tô, tôi nhổ bơ khô rồi đó. Hay quá. Con đi một ngày mà con học quá chừng thứ. Nhà bên đó là ba mẫu là trồng ở đó không á? Đi nè. Thiệt không? Bồ công anh. Cái này là đang phơi nè. Hay quá tô. Bác ơi. Nè, cái nồi này là nấu hầm cá. Dạ. Đủ thứ hết. Còn đó là của mấy năm trước. Tô mà cái cây á, cây tô mà bả giờ bả xài cái này để bả nấu nước, bả ngâm giò, ngâm chân đó. Hay vậy ngâm thì nó làm sao bác? Hả?
Người mà nó dễ ngủ hả? Hay sao? Dễ ngủ, giống như mình ngủ thì mình đi làm nhiều, mình đi nhiều. Mỏi là mỏi chân rồi đó. Hay quá, đi lên bác học nhiều thứ quá. Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Xem video nhớ nhấn nút like, đăng ký, ủng hộ kênh mình với nhau.